huấn luyện viên Shin Tae-yong đã thổi một làn gió mới vào đội tuyển Indonesia. Lối đá máu lửa quyết liệt kết hợp với sự xông xáo, khát khao chiến thắng và tinh thần chiến đấu rực lửa của các cầu thủ trẻ đã giúp đội bóng xứ Vạn Đảo cầm hòa Thái Lan với tỷ số 2 đều. Những nét mới lạ, những điểm tích cực ở diện mạo mới của Indonesia khiến các đội tuyển quốc gia còn lại của bảng G phải dè chừng hơn. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển hiện đang xếp thứ 173 trên bảng xếp hạng FIFA chính là đội tuyển Việt Nam. Đúng là tuyển Indo đang bắt đầu thay ra đổi thịt và cho thấy quyết tâm thể hiện mình ở vòng ngoại World Cup, dù cho họ đã không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng lịch sử cho thấy, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Indonesia không phải là đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Từ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc tới làm việc tại giải đất hình chữ S vào cuối năm 2017, các cấp độ đội tuyển Việt Nam đã có 4 lần chạm trán Indonesia vào cả 4 trận đấu ấy, chiến thắng đều thuộc về đoàn quân của huấn luyện viên Park. Lần đầu tiên, hai nền bóng đá đối đầu nhau dưới thời ông Park là vào ngày 24 tháng 3 năm 2019. Dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng đây là một trận đấu rất khó khăn đối với U23 Việt Nam. Đội khách nhập cuộc với ý đồ tấn công chủ động và nhiều lần đặt khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng vào trạng thái báo động đỏ trước khi đội bóng áo trắng giành lại thế trận. Dù tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể tìm được đường tới mảnh lưới đối phương. Hàng tiền vệ đầy sức mạnh của U23 Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho tuyến giữa của U23 Việt Nam. Đã có những khoảng thời gian U23 Việt Nam không thể triển khai tấn công qua hàng tiền vệ. Nhưng may mắn đã mỉm cười với chúng ta khi ở phút 90+4, tức là những giây bù giờ cuối cùng, quả đá phạt góc của Nguyễn Quang Hải tìm tới cái đầu của Triệu Việt Hưng. Tiền vệ chỉ cao 1m70 lại giành chiến thắng trong pha không chiến với Marinus Wanewa, tiền đạo cao tới 1m81 bên phía Indonesia, để tung cú đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tới cuối năm 2019, U22 Việt Nam lại gặp U22 Indonesia vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. Đây là một trận đấu có tính chất 6 điểm đối với cả hai đội. U22 Việt Nam nhập cuộc với ý đồ phòng ngự và nhường thế trận cho đối phương. Khả năng phòng thủ tốt của đội bóng áo đỏ khiến đội bóng áo trắng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Nhưng bất ngờ thay, trong một quả tạt quá sâu của cầu thủ Indonesia, Tiến Dũng có pha bắt bóng không như ý để trái bóng bật ra đúng đà băng vào đánh đầu của Ricky Fauzi. Lại một lần nữa, U22 Việt Nam có khởi đầu khó khăn trước đội bóng xứ Vạn Đảo. Nhưng cũng như những lần đối đầu trước đó, chiến thắng vẫn không thuộc về đoàn quân của huấn luyện viên Indra Syafri. Sau khi bị thủng lưới trước, U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ với những đợt tấn công liên tiếp. Ở đầu hiệp 2, sau nhiều nỗ lực hãm thành, bàn thắng gỡ hòa đã đến với U22 Việt Nam khi Nguyễn Thành Trung đánh đầu tung lưới thủ thành Nadeo Agawinata từ quả đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng, đưa được trận đấu về vạch xuất phát. U22 Việt Nam càng chơi càng hưng phấn và đẩy ngược áp lực về mặt tinh thần cho U22 Indonesia. Cuối cùng điều gì đến cũng đã phải đến. Sau nhiều lần vất vả chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của U22 Việt Nam, Nadeo đã phải vào lưới nhận bóng một phút 90+1. Khi chỉ còn 2 phút nữa là tiếng còi mãn cuộc sẽ cất lên, Nguyễn Hoàng Đức mạnh dạn tung cú sút xa như búa bổ. Cái chân trái ma thuật của số 14 đã biến cú sút ấy trở thành không thể cản phá. Siêu phẩm đẹp mãn nhãn của Hoàng Đức đã làm hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc. Bàn thắng quý hơn vàng của ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel cũng đã ấn định tỷ số 2-1, khép lại màn lội ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến kỳ SEA Games 30, nhiều khán giả vẫn không thể nào quên được cú đá quyết định đáng giá ngàn vàng của Hoàng Đức. Đội bóng xứ Vạn Đảo vẫn là đội nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn. U22 Indonesia tích cực sử dụng những mảng miếng tấn công biên, nhưng với khả năng đánh chặn từ xa và hệ thống phòng ngự đầy khoa học, kỷ luật của U22 Việt Nam, những pha lên bóng ở cánh của U22 Indonesia cũng không thể gây ra được nhiều tính sát thương. Lại một lần nữa, U22 Indonesia dính đòn hồi mã thương của U22 Việt Nam. Phút 39, từ quả đá phạt bên phía cánh trái, Hùng Dũng treo bóng chuẩn xác để Văn Hậu bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số trận đấu. Lần này thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều so với U22 Việt Nam sau khi Văn Hậu dội gáo nước lạnh vào đoàn quân huấn luyện viên Syafri. U22 Indonesia tỏ ra lúng túng trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 59, Nguyễn Tiến Linh làm tường cho Hùng Dũng sau pha phản công mẫu mực của U22 Việt Nam. Cú sút đập đất khó chịu của siêu sao áo số 16 đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng áo trắng và U22 Indonesia bắt đầu rơi vào tình cảnh vỡ trận. Đội bóng xứ Vạn Đảo dần tỏ ra yếu ớt trong việc tiếp cận khung thành của Nguyễn Văn Toàn. Thế rồi Văn Hậu đã tung nhát kiếm kết liễu U22 Indonesia ở phút 73. Nadeo đã bay người hết cỡ để cản phá bóng từ cú sút phạt hiểm hóc của Hoàng Đức. Nhưng thủ thành mang áo số 12 bên phía U22 Indonesia cũng đành bất lực trước pha đá bồi của Văn Hậu. Trong suốt gần 20 phút còn lại của trận đấu, chỉ là quãng thời gian để người hâm mộ bóng đá Việt Nam chuẩn bị tinh thần ăn mừng, ca hát và đổ ra đường đi bão vì U22 Indonesia dường như đã buông xuôi và chấp nhận tấm huy chương bạc. Cơn khát huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games của cả nền bóng đá Việt Nam đã chấm dứt sau 60 năm ròng rã chờ đợi.
U22 hiên ngang và đường hoàng bước đến đỉnh vinh quang với sự ngạo nghễ của một nhà vô địch thực thụ. Trước khi hai lần đánh bại U22 Indonesia tại SEA Games 30, đội tuyển Việt Nam cũng đã có cuộc so tài với đội tuyển Indonesia tại lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia giữa Việt Nam và Indonesia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù đội bóng xứ vạn đảo được chơi trên sân nhà Bung Karno, nhưng kịch bản của trận đấu này cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với kịch bản của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Đỗ Duy Mạnh sớm mở điểm ở phút 26 sau pha đánh đầu chuyền hết sức thuận lợi của Văn Hậu. Phút thứ 53, Rudolf Basna xoạc bóng khá thô và phạm lỗi với Hùng Dũng trong vòng cấm của Indonesia. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng trình diễn kỹ năng đá penalty theo kiểu nhảy chân sáo đã trở thành thương hiệu của mình bằng việc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ 8 phút sau, Basna tiếp tục mắc lỗi trong khâu kèm người khi trung vệ đội trưởng của đội chủ nhà đã để sổng Tiến Linh. Số 18 của đội bóng áo trắng phô diễn khả năng chạy chỗ, khai thác khoảng trống nhạy cảm của mình khi anh thoát xuống đón đường chọc khe miễn chê của Nguyễn Trọng Hoàng, rồi sút bóng tung nóc lưới của thủ thành Muhammad Riddle. Mãi tới tận phút 84 khi trận đấu đã an bài thì Đặng Văn Lâm mới bị chọc thủng lưới từ cú dứt điểm cận thành của Ifan Bakdim. Tất nhiên bàn thắng của tiền đạo mang áo số 17 không còn nhiều ý nghĩa và đội tuyển Việt Nam đã rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, dù là cấp độ U22, U23 hay là đội tuyển quốc gia, dù bất kỳ giải đấu nào từ vòng loại U23 châu Á 2020 cho tới vòng loại World Cup hay là SEA Games, bóng đá Indonesia cũng đều chưa biết đến cảm giác chiến thắng, thậm chí là chưa thể cầm hòa đội tuyển Việt Nam dù chỉ là một trận đấu. Đêm này lúc 23:45 theo giờ Việt Nam tại sân vận động An Maktoum sẽ là lần thứ 5 mà hai nền bóng đá Việt Nam và Indonesia đọ sức với nhau dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuộc đụng độ lần này, thầy Park có trong tay 3 cầu thủ đã từng góp mặt trong cả 4 chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia trong năm 2019. 3 cái tên này bao gồm Quang Hải, Thành Trung và Văn Hậu. Nhưng nếu hỏi đâu là gương mặt nhiều lần gieo sầu trong bóng đá Indonesia nhất thì câu trả lời chắc chắn phải là Văn Hậu. Dù là một hậu vệ ở chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia vòng loại U23 châu Á 2020, chàng trai mang áo số 5 còn được kéo về đá trung vệ và nhường vị trí hậu vệ bên trái cho Đỗ Thành Thịnh. Thế nhưng Văn Hậu vẫn ghi tới 2 bàn thắng và có một đường kiến tạo sau 4 lần đối đầu với Indonesia. Trong bàn thắng mở tỷ số của Duy Mạnh tại lượt đi vòng loại World Cup, chính cựu cầu thủ Herreven là người đã đánh đầu kiến tạo cho người đàn anh mang áo số 2. Văn Hậu đã thu hút sự chú ý của thủ thành Riddle để Duy Mạnh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ở một khoảng cách không thể gần hơn được nữa. Ở trận đấu đó, ngoài pha kiến tạo cho Duy Mạnh, Văn Hậu còn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự. Đối thủ hành lang biên của Hậu là Rico Simanutan. Chân chạy cánh nhỏ con mang áo số 8 là mũi tấn công nguy hiểm nhất, là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Indonesia ở trận đấu diễn ra cách đây gần 2 năm. Anh cũng chính là người kiến tạo để Ifan ghi bàn thắng danh dự cho đội bóng xứ vạn đảo ở những phút cuối trận. Rico vừa sở hữu tốc độ, kỹ thuật, vừa luôn luôn thi đấu với thái độ nhiệt tình, quyết chiến, lăn xả và không ngại va chạm. Tuy vậy, dù cầu thủ sinh năm 92 đã rất nỗ lực, nhưng Rico cũng đành bó tay chịu thua trước khả năng truy cản, đọc tình huống và những pha tắc bóng chuẩn xác của Văn Hậu. Ở hiệp 1, ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã khiến Rico cảm thấy hết sức khó thở khi Hậu gần như khóa chặt cầu thủ này. Chính vì vậy, Rico buộc phải chuyển từ cánh phải sang đá cánh trái trong hiệp 2 để tránh việc bị Văn Hậu vô hiệu hóa. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né được Văn Hậu thì Rico lại đụng phải Trọng Hoàng. Đương nhiên kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nói tóm lại, Văn Hậu đã góp công lớn trong việc kiểm tỏa ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Indonesia trong trận đấu đó. Tới trận chung kết SEA Games 30, ngôi sao sinh năm 1999 tiếp tục trở thành hung thần của Indonesia. Hậu là người mở tỷ số và cũng là người chấm dứt mọi hy vọng gỡ hòa của đội bóng xứ vạn đảo. Chưa dừng lại ở đó, Văn Hậu còn phạm lỗi với Evan Dimas, khiến số 6 của U22 Indonesia buộc phải rời khỏi sân từ sớm. Dimas chính là nhân tố đáng gờm nhất bên phía hàng tiền vệ U22 Indonesia. Anh là mẫu tiền vệ công có kỹ thuật, khả năng qua người, nhãn quan chiến thuật và tầm nhìn rất tốt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngôi sao sinh năm 1995 là một trong hai cầu thủ được huấn luyện viên Siafri triệu tập theo dạng quá tuổi. Có thể nói khoảnh khắc Văn Hậu tiễn Dimas rời khỏi sân là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu then chốt đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh vinh quang. Và sau khi Dimas rời sân, thế trận dần nghiêng về U22 Việt Nam. Đội bóng áo trắng dễ đá hơn hẳn, đặc biệt ở hàng tiền vệ và hàng phòng ngự khi nhạc trưởng của đại diện xứ vạn đảo đã phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ. Về phần Văn Hậu, anh đã cho thấy sự tinh quái cần thiết trong thời khắc quan trọng. Đó là một pha bóng mà Hậu đã chủ động chơi tiểu xảo, nhưng Văn Hậu ra đòn vừa đủ và đảm bảo được sự kín đáo để vừa có thể nói lời tạm biệt với Dimas, vừa không bị trọng tài rút thẻ đỏ. Văn Hậu đã chấp nhận đóng vai phản diện, anh đã phải nhận vô số lời chỉ trích thậm tệ của người hâm mộ bóng đá Indonesia. Nhưng trong con mắt của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, Văn Hậu chính là người hùng của dân tộc.
Trong trận đấu đêm nay, Văn Hậu có thể sẽ không được đá chính ngay từ đầu bởi hướng tấn công chủ đạo của Indonesia là cánh phải. Bởi các cầu thủ của huấn luyện viên Shin Tae-yong rất có thể sẽ đá rắn và chơi thô bạo với Văn Hậu để trả đũa, đặc biệt là Dimas, người đã vỡ mộng huy chương vàng SEA Games vì Hậu. Văn Hậu không khác gì một cái gai trong mắt của cổ động viên Indonesia. Nhưng đối với đội tuyển Việt Nam, Hậu là khắc tinh của đội bóng xứ vạn đảo. Có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung cậu trò Quê Thái Bình vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2 với hy vọng vào cái duyên với mảnh lưới Indonesia của Văn Hậu. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên chúng ta không được phép chủ quan trước bất kỳ một đối thủ nào, nhất là với một Indonesia đang đón nhận một làn gió mới từ những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và tự tin. Nhưng hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước đội bóng xứ vạn đảo như 4 trận thắng trước đó và quá khứ sẽ lặp lại để có thể giúp các chiến binh sao vàng tiếp tục yên vị ở vị trí nhất bảng G. Thứ nhất, ta vào mày không có ngang hàng. Thứ hai, ta không lên mạng mà ngang tàng.